Adidas vừa thông báo doanh thu năm 2014 vượt kỳ vọng, với dòng sản phẩm Cross Sport bán trên toàn cầu đạt 280 triệu đô la. Công ty thời trang thể thao của Đức sau một năm thất bát đang trên đà trở lại và đặc biệt bằng việc thâm nhập vào thị trường Mỹ. Doanh số bán hàng tăng mạnh, giá cổ phiếu cũng tăng ngay sau khi Adidas công bố thu nhập của mình. Về thể thao Robot đã bán ra trên toàn cầu đạt 280 triệu đô la. Công ty thời trang thể thao của Đức sau một năm 2014 đầy khó khăn đang trên đà lấy lại phong độ vào năm 2015. Bản thân họ không gặp vấn đề gì trong năm 2014, nhưng những trừng phạt áp đặt lên Nga và sự trả đũa của Nga đối với phương Tây đã ảnh hưởng đến họ cũng như các công ty châu Âu. Họ đã phải tái cơ cấu để cân bằng lại mọi thứ. Với tổng doanh số toàn cầu đạt 15 tỷ euro, Adidas đã có được kết quả kinh doanh cao hơn kỳ vọng 2%. Tăng trưởng diễn ra trên hầu hết khắp các thị trường, nhưng không tăng tại Bắc Mỹ. Adidas đang cố gắng xâm nhập thị trường Mỹ bằng việc bổ nhiệm nhiều hơn các nhà quản lý tại Mỹ, bao gồm cả một giám đốc thương hiệu toàn cầu và bằng việc đặt thương hiệu ngay tại quê nhà đối thủ Nike là Portland. Có lẽ hơi sớm để nói rằng những điều đó chứng tỏ Adidas đang lo lắng cho thị phần của họ tại Mỹ, nhưng chắc chắn rằng có một số vấn đề mà họ muốn điều chỉnh tại đây. Một trong số những vấn đề đó là Adidas gần đây đã bị tụt xuống vị trí thứ ba tại Mỹ, sau Nike và thương hiệu đang lên nhanh là Under Armour, chỉ mới ra đời từ năm 1996. Nhưng sự tăng giá cổ phiếu đang là một tin tốt lành cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Adidas năm ngoái đã giảm mức một phần ba giá trị. Số liệu thống kê đầy đủ sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3 sắp tới.